Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy tính Tiến Tân Channel, nơi chia sẻ những thủ thuật máy tính từ cơ bản đến nâng cao. Trong video ngày hôm nay thì Máy tính Tiến Tân Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt, tạo tài khoản và sử dụng Notion trên máy tính PC. Notion chính là ứng dụng lưu trữ thông tin trên máy tính và điện thoại, giúp tạo ghi chép thông minh mà không cần đến giấy nốt như truyền thống và tạo bảng lịch calendar ngay trên ứng dụng, đặc biệt là theo dõi chi tiêu. Đây là một bản miễn phí bạn có thể dùng thoải mái mà không giới hạn dung lượng như là Google Drive hay là các ứng dụng khác. Đối với mình, Notion dường như là bộ não thứ hai giúp mình ghi nhớ những công việc, ý tưởng, cảm hứng. Bắt đầu video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và đăng ký tài khoản Notion. Đầu tiên, bạn bấm vào đường link tải về dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo, bạn bấm vào Download và chọn Mac and Windows. Tiếp theo, bạn lướt xuống và bấm vào Download for Windows. File cài đặt đã tải thành công, bạn bấm vào File và bấm vào File đã tải về. Bạn click chuột phải vào File và bấm Run as Administrator. Thế là mình đã cài đặt thành công Notion trên máy tính. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Notion. Bạn có thể dùng tài khoản Google hoặc là tài khoản iCloud để có thể đăng nhập một cách nhanh chóng. Hoặc bạn có thể nhập email của mình vào đây. Nhập email xong, bạn bấm vào Continue with email. Notion sẽ bắt bạn xác minh email. Bạn bấm vào Gmail và bấm vào cái thư mà Notion vừa gửi đến ấy. Tiếp theo, bạn click vào đường link màu xanh này để xác minh email. Và mình đã xác minh thành công và bạn bấm vào luôn cho phép và mở Notion luôn. Ở đây bạn có thể đặt nickname hay là biệt danh của mình vào đây. Tiếp theo, bạn thiết lập mật khẩu cho tài khoản của mình và bấm Continue. Ở đây có các tùy chọn, đó là bạn dùng Notion cho team hay là cho cá nhân hay là cho trường học. Mình dùng cho cá nhân nên mình tích vào cá nhân và tiếp tục ấn Continue. Và đây chính là giao diện của Notion. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Notion từ cơ bản đến nâng cao. Đầu tiên, bạn muốn tạo một bảng ghi chú mới, bạn bấm vào dấu cộng này để thêm. Bạn có thể gõ một tên, một cái bài mà bạn muốn soạn hoặc là một cái ghi chú nào đấy bất kỳ. Notion có hỗ trợ tính năng nhờ AI viết bài giúp mình. Bạn có thể xem ví dụ khi mình nhờ AI viết bài về bài học về sự kiên nhẫn. Đây là bài mà khi mình nhờ AI viết, bạn có thể dùng bất kỳ một chủ đề nào đấy và bạn nhờ AI làm và bạn tham khảo cái content đấy, dùng cho việc viết content chẳng hạn. Khi mà bạn hoàn thành bài thì bạn có thể click chuột vào và bạn có thể chọn test hoặc chọn các tiêu đề lớn nhỏ khác nhau như heading 1, heading 2. Đặc biệt là bạn có thể chọn to do list, những việc bạn cần làm. Bạn có thể viết ra hoặc là copy phía trên và dán vào cũng được. Tiếp theo, bạn muốn soạn một tiêu đề khác thì bạn click vào dấu cộng và bấm heading 2. Tại Notion, bạn không chỉ tạo được ghi chú mà còn có thể làm như là một bản Word hay một bản PowerPoint trình bày đầy đủ, có hình ảnh, có tiêu đề.
said meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển văn bản lên bất kỳ chỗ nào mà bạn muốn bằng cách bạn bấm vào mấy dấu chấm ở đầu và di chuyển. Đặc biệt, nếu mà bạn muốn hiện các format một cách nhanh chóng thì bạn có thể bấm dấu gạch nghiêng này và format sẽ hiện lên một cách nhanh chóng thay vì bấm dấu cộng. Ngoài những format cơ bản như là text, heading thì bạn có thể thêm hình ảnh, video hay là các link âm thanh. Bạn có thể thêm các file, nhưng mà lưu ý duy nhất là các file tải lên Notion phải dưới 5 MB. Nếu bạn muốn thêm video và văn bản, bạn có thể copy link YouTube hoặc link bất kỳ ở đâu và bạn paste vào đây, hoặc là bạn có thể upload những video có sẵn trong thiết bị của mình. Bạn chọn video mà bạn muốn up lên và bấm open, và video đang được tải lên. Đấy, video tải lên sẽ có định dạng như thế này và bạn có thể bấm vào xem luôn. Ngoài ra, bạn có thể thêm vào văn bản các dạng như là dạng table này, đặc biệt là dạng bảng lịch, calendar. Bạn bấm vào New Database, nó sẽ hiện ra một bảng lịch cho bạn ghi chú. Kích vào dấu cộng để thêm ghi chú. Có thể ghi lại ngày kỷ niệm này, ngày đặc biệt của mình, hay là chỉ đơn giản là hôm nay bạn làm gì, bạn có thể ghi lại đấy. Và sau khi xem bảng lịch, bạn có thể biết được hôm nay bạn sẽ làm gì hay là ngày kỷ niệm gì. Nếu bạn muốn mở rộng bảng lịch hay là văn bản này, bạn chọn Full Width. Và văn bản và bảng lịch này nó sẽ có định dạng rộng hơn. Tuy nhiên, thông thường thì mình không chọn phần Full Width này bởi vì mình để thế cho hợp định dạng của điện thoại. Đặc biệt nhất của Notion là bạn có thể share cho bạn bè làm việc nhóm cùng. Bạn có thể nhập email hay là tên nickname của bạn của mình để mời bạn ấy vào. Bạn có thể phân quyền cho các thành viên trong nhóm, từng người là có người thì làm full chức năng, người thì edit, thầy cô có thể là vào nhận xét hoặc là vào xem bài của các bạn. Như ở đây mình muốn share cho bạn mình full chức năng ấy, thì mình chọn full access, sau đó bấm invite để mời bạn ấy vào. Ngoài ra, bạn có thể publish cái văn bản này qua đường link, và bạn có thể gửi đường link đấy cho bất kỳ ai, và họ có đường link đấy và họ có thể xem được văn bản của bạn. Ngoài ra, bạn muốn ghi chú nhanh chóng, bạn bấm vào Quick Note để có thể ghi chú nhanh chóng. Cũng giống như phần tạo văn bản, bạn tạo một văn bản với tiêu đề hay là thêm những tác vụ khác nhau vào đây. Mình thì chọn tác vụ To Do List để lên danh sách những việc cần làm ngày hôm nay. Bạn có thể tích chọn những việc bạn đã làm xong. Tiếp theo là phần personal home. Ở đây bạn có thể tạo các lịch trình cá nhân của bạn. Bạn có thể tạo lịch trình của bản thân mình trong ngày. Ngoài ra, bạn có thể chọn task list, những việc bạn chưa làm, những việc bạn đang làm hay là những việc bạn đã làm xong rồi thì bạn sẽ thêm vào đây. Tương tự với phần personal home hay là task list thì reading list cũng vậy. Có thể lên danh sách những cuốn sách mà bạn đang đọc, chưa đọc hay là đã đọc rồi. Và không kém phần quan trọng, đó là việc tạo không gian làm việc chung của nhóm. Bạn có thể đặt tên nhóm này, bạn có thể mô tả về nhóm này như là nhóm đang học tiếng Hàn hay là nhóm đang làm việc
viết content chẳng hạn. Thế là mình đã hướng dẫn sử dụng Notion từ cơ bản đến nâng cao. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn đăng ký kênh Máy Tính Tiến Tân Channel để đón xem những video hay nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.